Thưa quý vị và các bạn, khí trong phong thủy gồm có 3 khí, đó là thiên khí, địa khí và nhân khí, được gọi là tam khí. Nó thể hiện cho quan niệm của triết học phương Đông về sự thống nhất giữa thiên, địa, nhân. Từ xưa đến nay, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và đặc biệt là các bậc thầy phong thủy luôn quan tâm đến việc tìm hiểu quy luật thống nhất giữa 3 yếu tố trời, đất và người. Khi 3 yếu tố này được thống nhất thành một thể sẽ tạo ra môi trường phong thủy hoàn chỉnh, giúp cho người cư trú gặp được nhiều điều tốt lành, tốt cho sức khỏe, tốt cho công danh sự nghiệp và tốt cho cả sự phát triển về tài lộc. Trong chương trình Phong thủy và ứng dụng hôm nay, cùng với nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh sẽ giúp quý vị hiểu thêm về vấn đề này. Xin kính chúc các quý vị khán giả. Theo khoa học phong thủy, tàng phong tụ khí, nghĩa là giữ được gió và tụ được khí. Và một ngôi nhà tốt thì khí vận chuyển động cần được thông thoáng, tránh bị xung đối hoặc bị ngăn chặn. Khí trong nhà nếu được cân bằng sẽ là giải pháp tạo sự hài hòa giữa nơi cư trú với môi trường xung quanh. Khí ở đây chính là từ trường có lợi từ vũ trụ, địa lý, được thu nạp để chúng ta sử dụng. Căn nhà nếu như có thể tụ khí sẽ giảm thiểu được việc tổn hao dương khí của cơ thể ra bên ngoài. Một khi ở trong không gian nhỏ mà tụ được khí thì sẽ dễ dàng an tĩnh. Ngược lại, nếu một nơi rộng rãi quá mức thì rất khó được yên tĩnh. Thưa ông, trong phong thủy học thì thế nhà tọa sơn hướng thủy được coi là đắc cách. Nhưng mà hiện nay những cái công trình xây dựng ven hồ thì tôi quan sát thấy là rất nhiều cái ngôi nhà nằm sát mép hồ. Ông đánh giá về vấn đề này như thế nào ạ? Từ trước cho đến nay ấy, thì người ta thường hay nói một cái câu thông thường, tức là sơn thì quản nhân, thủy quản tài. Họ cũng hay lấy cái biểu tượng là dùng nước, mà đa số là nước vật chất, để hướng ra phía đằng trước cổng như cái nhà chúng ta đang đứng. Thì đây là một cái công trình kiến trúc mà trong phong thủy học truyền thống người ta đã xếp cái vị trí kiến trúc ở đây. Nhất thủ chu lưu thị lõa lầu, thuần âm vô trợ thực khang yêu, thời sư mạc tác kim thành nhận, hạ hầu đinh tài lưỡng bất lưu. Tức là đây là một cái kiến trúc mà vị trí của tọa sơn không có chân. Người ta bàn sâu về cái này. Thế thì có một câu hỏi đặt ra rằng, thế thì vì sao mà một số các cái tiểu lầu, các cái nơi vui chơi của vua chúa cung đình ngày xưa trải qua rất nhiều năm, nếu nó đã không đúng thì vì sao vẫn tồn tại các công trình này, hoặc giả như cái vị trí chúng ta đang đứng đây? Về mặt bản chất ấy, người ta phải phân lập được hai nơi, cái nơi kiến trúc nơi ở và cái nơi làm việc vui chơi giải trí, hoàn toàn về mặt kiến trúc khác nhau. Như là ông vừa trao đổi, thế thì một cái ngôi nhà ở và một cái công trình vui chơi giải trí đều có nước trước mặt thì nó, cái bản chất nó khác nhau như thế nào ạ? Là bởi vì đối với cái vị trí mà người ta nơi ăn ở thì bắt buộc phải có một nguyên tắc là tọa sơn. Vì tại sao là như vậy? Là bởi vì toàn bộ phía đằng trước gồm có Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước. Hoặc là trong cái phong thủy dương cơ ấy, thì người ta có một thuật ngữ rằng là tả hữu trung thu thủy. Tả hữu trung thu thủy. Tức là bên trái, bên phải và đằng trước phải hút được nước. Và đằng sau thì phải tọa sơn. Đây là nơi ở. Thế còn trong các cái vị trí mà xuất nhập, tức là vào ra gây chuyển động mạnh, thì thường nếu chọn được một cái vị trí mà kim hoàn thủy bão, tức là nước bao quanh. Nếu nước động thì có nghĩa là các cái tuyến mà người ta làm ăn hoặc các cái giao dịch liên tục. Giao dịch liên tục lớn là lệ thuộc vào nước lớn. Đây cũng cho thấy rằng là những cái nơi thắng cảnh du lịch, những cái nơi mà làm những công tác dịch vụ thì thường là rơi vào những cái vị trí sông hồ, thậm chí các cái nhà ven biển. Đây cái phân biệt giữa cái ven, các cái ven nhà sát với nước là rất là khó, và phải cần có một cái cách nhìn chuyên ngành của các cái chuyên gia chuyên ngành thì họ sẽ tìm được các thông tin. Nhưng cụ thể như cái nhà này, nếu như chúng ta làm nơi ở thì chỗ này không ở được.
Nhưng trong các cái trường hợp mà để chúng ta làm một cái công cuộc giao dịch du lịch, các cửa hàng, thì cái chỗ này giao dịch rất tốt. Một công trình xây dựng mà sát mép nước như thế này, thì theo ông đánh giá cái vấn đề này như thế nào ạ? Phong thủy truyền thống ấy, thì người ta có một câu: thiên thê chi thủy, trực nhập thanh vân, thiên phù phổng bộ, phải chỉ yếu long chân. Cái câu này ấy, là người ta có nói về cái việc nước nằm sát chân của cái phía thông thủy chúng ta đi lại. Trong các kiến trúc này thì để sử dụng, dùng cho các kinh doanh và du lịch. Còn về mặt bản chất, cái nơi ở, đây là một hệ thống mà chúng ta trong phong thủy người ta cấm kỵ. Nếu như trong gia chủ ở trong các cái thế nước như thế này, có thể dẫn đến phá bại, có thể dẫn đến tất cả những cái nguy nan về những cái tật bệnh rất là hiểm nghèo. Việc thứ hai nữa, không phải chỉ thuần túy là nước. Một con đường mà một cái ngôi nhà nằm sát chân của vỉa hè mà nằm sát được, đường càng lớn thì các cái hiệu ứng tai họa càng cao. Do vậy trong những cái phép quan sát là người ta cũng rất kiêng kỵ là những đại lộ mà khi chúng ta thiết kế các công trình xây dựng cũng liền sát các con đường tương tự như những cái nước vật chất này. Xin cảm ơn ông. Thế là tôi mới hiểu ra một vấn đề rằng là cùng một cái vấn đề như thế nhưng bản chất khi mà người ở cái tinh chất sử dụng nó sẽ khác nhau. Vâng. Vậy thưa ông, nếu như mà trong cái trường hợp cụ thể như thế này mà lại có một ngôi nhà mà chủ dùng sử dụng để ở thì có cái biện pháp giải quyết như thế nào, ông có thể chỉ giúp? Có cái nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta biến cái nơi làm ăn này thành nơi ở thì theo thông thường thì gia chủ chắc chắn bước đầu tiên là phải ngăn chặn một cái khoảng không gian thấp nhất là 30 cm tính từ mép nước đi ra ngoài. Như thế là chúng ta sẽ phải có một thềm cao hơn mặt nước và rộng ra khoảng 30 cm. Nếu như những cái ngôi nhà mà nằm ở trên mặt đường cũng vậy, trong trường hợp mà tường sát chân của con đường thì vẫn phải tạo thành một cái hành lang vỉa hè nhất định để chống các cái bức xạ. Đây cũng là một trong các nguyên tắc mà phong thủy họ đã đề cập trong suốt cả một chiều dài. Thưa ông, là tôi vẫn thường nghe góc ao đao đình. Vậy trong cái trường hợp cụ thể như thế này, cái mép hồ đâm thẳng vào cổng chính, ông có đánh giá gì về vấn đề này ạ? Dương Cơ Tam Yếu người ta đã ghi rất là rõ rằng nhìn cổng cửa thì gia chủ, tức là cái biểu trưng sinh mạng của cái người chủ của kiến trúc này có liên quan trực tiếp đến cái vị trí chúng ta đang đứng, tức là vị trí của cổng và cửa. Tính từ trong ra thì vị trí mà bên tay phải được gọi là vị trí bạch hổ hay là hữu bạch hổ. Nếu như có góc ao đâm vào trong vị trí đầu của cổng chính thì cũng lại một lần nữa người ta cũng đã có một cái tổng kết của quá trình. Cái biểu trưng bên tay phải, nếu bàn về nhân sự thì người vợ của gia chủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trong đấy gồm cả sức khỏe. Nếu mà bàn về mặt tài sản mà bạch hổ đâm vào phía cửa chính bên tay phải mà có góc ao thì người ta cũng biết được cái suy bại trong một cái gia đình là rất cao. Thế thì trong từ những cái tổng kết trên thì chúng ta trong các cái thế tương tự như thế này vẫn cần phải dành một cái quan sát rất là sâu sắc thì sẽ nhận biết được. Và không phải ngẫu nhiên mà cái tổng kết của cổ nhân ghi rằng góc ao đao đình. Thưa ông, vậy thì trong cái trường hợp này nếu như là bên bạch hổ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người phụ nữ, còn nếu như cũng cái trường hợp này mà bên thanh long thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người đàn ông trong gia đình. Vậy thì nếu như phạm phải cái điều này thì hướng giải quyết của ông như thế nào ạ? Cái phép mà xử lý truyền thống ấy, thì thông thường các cái vị trí phía mà khi bị vi phạm, ví dụ như bạch hổ trong ngũ hành thì thuộc kim, cái để chế khắc của vị trí bên tay phải trong ngũ hành là chỉ có hỏa khắc được kim. Thế thì ví dụ như có một cái cây sát như thế này, người ta có thể thắt 9 cái sợi dây đỏ biểu trưng cho hỏa cục, có thể hạn chế phần nào. Người ta có thể sử dụng một cái miếng tường sơn màu đỏ, cũng là một ý nghĩa. Người ta có thể thắp một cái ngọn đèn đỏ trang trí. Nhưng về mặt ý nghĩa của phong thủy học
tức là đã gây cản trở rất lớn đến cái xung sát của phía Bạch Hổ đặt ra. Theo tôi thì chúng ta khi đã nhận biết được thì sẽ xử lý được. Chúng ta chỉ hoàn toàn là không thể khắc phục nếu như không có một nhận biết này. Còn khi đã nhận biết rằng chúng ta đang vi phạm thì cái hướng xử lý từ kiến trúc thực tiễn cho đến các cái tri thức truyền thống, người ta đều có những cái giải pháp để có thể hạn chế và thậm chí có thể triệt bỏ những cái xung sát. Thế còn nếu trong những trường hợp mà chúng ta, đây nó là một trụ sở của cơ quan, của một cái đơn vị lớn mà có cái tầm ảnh hưởng đến một cái vùng rộng lớn, thì cái việc xử lý một cách chặt chẽ là rất cần thiết, là bởi vì được cái tầm ảnh hưởng là cả một cái khu vực rất là rộng. Do vậy mà cái quan trọng là chúng ta phải có được một cái tri thức để quan sát toàn diện, đánh giá được những cái phần thiết yếu phải giải quyết khi mà thấy có những cơ sở lý luận cho thấy nó có cái tầm ảnh hưởng. Do đô thị ngày càng phát triển nên là mật độ xây dựng nhà cửa ngày càng dày đặc hơn. Vì thế dẫn đến cái việc là khi có những cái ngôi nhà mà mở cửa ra đã thì nhìn thấy mái đình mái chùa. Vậy thì trong cái trường hợp này có ảnh hưởng gì đến những kiến trúc xây dựng xung quanh và những người cư trú thưa ông? Trong cái nguyên tắc cấu trúc của xây dựng đền chùa của lịch sử ấy, thì thông thường là người ta xây dựng rất xa cái nơi cư dân sinh sống. Vì về mặt bản chất ấy, cái từ âm khí tức là một cái vùng mà rất là ít người lui tới được. Chỉ có ngày mùng 1, ngày 15 và trong toàn năm thì chỉ có một số ngày thì mới có người. Về bản chất chung như thế thì gọi chung là âm khí. Thế cái việc mà tất cả các cái đao sát do các cái mái đình, mái chùa, thậm chí là những cái ngôi mộ là đều là hướng khí của khí âm. Khi mà hướng khí của khí âm vào các cái vị trí nào của dương trạch thì đều gây nên các cái hiệu ứng mà không tốt. Thưa ông, có những cái ngôi nhà khi tôi quan sát thấy rằng là khi mở cửa ra thì những cái góc nhọn của mái đình mái chùa đâm thẳng vào cửa chính. Thế thì biện pháp xử lý như thế nào thưa ông? Có một quy tắc là nhìn cửa cổng thì gia chủ. Nếu như cửa chính mà chạm phải mái đào sát của mái đình hay mái chùa thì thường là cái người chủ sự của cái căn nhà đó sẽ gặp tai họa không tốt. Nếu như người ta đã đi đến một cái kiểm định từ lâu rồi, chỉ cần chạm vào một cái cửa sổ bất kỳ trái phải trước sau, ảnh hưởng cụ thể quan sát là tất cả các cái thành viên trong nhà thường có một cái bệnh đau mắt mà không thể lý giải được bằng bệnh lý, là một ví dụ. Thế còn các cái ý nghĩa cũng thế thôi, nếu mà chạm phải vị trí của cung càn Tây Bắc ấy, thì người cha có chuyện, mà chạm phải cung khôn thì người mẹ có chuyện, nếu mà chạm phải cái vị trí chính Tây thì các cô con gái có chuyện. Đấy là bàn về nhân sự. Rồi những cái đao sát này mà chạm phải các cái vùng, ví dụ như trung ương, thì có khi cái người trẻ thì lại bị bệnh dạ dày kinh niên mà không thể chữa, mặc dù là họ điều trị rất là kỹ. Rồi y học hiện đại nhiều khi là chỉ đưa ra cho chúng ta một kết luận về bệnh lý chứ họ không thể điều trị. Đằng sau lưng tôi là một cái tòa nhà rất là cao và đằng trước cái tòa nhà này thì có là cái ngôi nhà rất là nhỏ. Thế trong cái trường hợp này thì phong thủy đánh giá như thế nào thưa ông? Cái kiến trúc của chúng ta đằng sau lưng là cả một cái tòa nhà lớn hoặc là đang tọa vào một quả núi lớn như vậy, thì phong thủy có định nghĩa cái vị trí và cái thế nhà xây như vừa rồi là huyền vũ áp chủ. Huyền vũ áp chủ về mặt bản chất ấy, là người ta có muốn nói rằng đáy lưng nhà chúng ta là có một tòa nhà lớn gần như là áp đặt toàn bộ các gốc nguyên khí cả trên dưới phải trái vào cái kiến trúc của chúng ta. Đây là một trong những cái trường hợp mà trong cái quá trình xem xét đúc kết ra các vấn đề thì ông cha ta đã biết một điều rằng nếu rơi vào thế của huyền vũ áp chủ thì thường là cái nhân đinh bị suy kiệt, gia tài có thể là bị phân tán. Thế nên từ những cái chi tiết như vậy chúng ta cũng sẽ có cái nhìn nhận và phải có cái điều chỉnh này đấy. Khi mà thế nhà phạm phải huyền vũ áp chủ thì cái biện pháp xử lý như thế nào thưa ông? Ông cha ta, người ta có hai cách làm. Một
là hậu của Thanh Long. Người ta đào một cái giếng nước sau phía thanh... vâng, bên tay trái tính từ trong ra. Hoặc trong những trường hợp mà không thể đào giếng thì người ta cũng dùng cái mật và họ pha với vôi cát xi măng để họ chát và họ xây đằng sau lưng ngôi nhà huyền vôi trước đó. Tức là họ sẽ làm cái phụ mẫu sơn. Đây là một thuật ngữ cho thấy rằng núi gần sẽ gây ảnh hưởng chứ không để chống lại cái ảnh hưởng của núi xa. Đây là cái cách giải quyết của phong thủy học truyền thống. Nhưng cách giải quyết gì thì cách giải quyết. Nếu như trong những trường hợp như thế thì chúng ta phải có biện pháp, là bởi cái này rất quát sơn quản nhân thủy quản tài. Nếu lưng của huyền vũ mà bị lấn nước thì thường các cái quan hệ về mặt nhân sự không tốt, chỗ này phải xử lý. Cho nên là theo tôi thì đây cũng là những cái thông tin mà chúng ta cần tham khảo, vì trong cái quy hoạch đô thị thường cũng hay gặp phải những trường hợp như thế này. Theo tôi được biết thì gia chủ của cái mảnh đất này muốn tiết kiệm diện tích ấy, thì người ta xây toàn bộ tầng 1 là thành cái bể bơi, và tiếp theo từ tầng 2 lên là xây thành những cái nhà cao tầng lên. Thì trong cái thiết kế như thế này thì liệu trong phong thủy có đánh giá gì thưa ông? Trong các cái trường hợp mà thiết kế và xây dựng như vậy thì cái thế mà phong thủy học người ta đánh giá theo cái thuật ngữ, đây là cái thế của du hồn sát. Tức là tất cả phía trên không có chỗ dựa. Mà phong thủy thì họ rất quan tâm đến cái hình thế. Nếu hình thế không có chỗ dựa thì thông thường thì cái già bại rất dễ bị tranh vênh, phá sản, nhân đinh thì tổn hại. Mà còn có một cái đặc biệt nữa là sức khỏe thường sẽ dẫn đến những cái tử bệnh. Nếu như thưa ông mà đây là người ta mới đang trong thiết kế để có sự lựa chọn, còn nếu như mà những cái thiết kế mà người ta đã chót xây dựng như thế rồi thì liệu trong phong thủy có cái biện pháp gì để giải quyết không thưa ông? Trong các cái trường hợp mà các cái thiết kế đã quá tốn kém, quá đắt tiền, đã hình thành, mà tôi khẳng định là nếu như đã có những công trình như thế thì các hiệu ứng đã xảy ra, chỉ có điều rằng nó sẽ khác nhau về tính chất. Ví dụ như thế này là sẽ giảm thiểu số này, hòa sắc toàn bộ các phần ánh sáng trong lòng của các kiến trúc này nên sử dụng màu vàng, bởi vì chỉ có thổ khắc được thủy. Các cái ánh sáng màu vàng này rất quan trọng, ánh sáng càng vàng đục thì cái công năng chế khắc càng tốt. Về cái mặt bức xạ, về các cái vi ba thì cái ánh sáng này cũng có dìm các cái tốc độ bức xạ của nước do vận động. Về thứ hai, nếu như trong trường hợp mà tốt hơn nữa thì các hòa sắc của các hệ thống tường, người ta cũng thường trộn mật hoặc dùng các cái vị ngọt để họ trộn lẫn các cái chất liệu họ thiết lập trong cái vấn đề nhào trộn các cái bức tường xung quanh. Tóm lại là trên các yếu tố của thổ cục họ sẽ xử lý cái này. Thế còn sau này thì có một số các cái chuyên gia chuyên ngành thì họ có những cái khí lực được gọi là các cái định khí phong thủy dương trạch. Họ tìm hai cái vùng đông bắc và tây nam, họ kích hoạt hai cái góc này lên rất mạnh thì cái khí thuộc thổ sẽ ngăn chặn được toàn bộ các cái tầm ảnh hưởng do cái sóng của cái bể bơi gây ra. Thế thì trên đây cũng là những cái vấn đề để các anh các chị tham khảo trong khi mà lựa chọn các thiết kế kiến trúc. Còn trong trường hợp mà đã có những cái kiến trúc xảy ra rồi thì chúng ta cũng có thể vận dụng phần nào để đạt được những cái điều mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, qua phần chia sẻ của nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh, hy vọng quý vị và các bạn hiểu thêm vai trò của khí trong phong thủy để sao cho ngôi nhà của mình được tàng phong tụ khí, giúp cho tất cả những thành viên trong nhà gặp được nhiều điều may mắn. Và tới đây, chương trình Phong thủy và ứng dụng xin được tạm dừng. Một lần nữa, xin cảm ơn nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.